Hello. Vâng. Hãy
Good morning. Good morning, teacher. Lần nào cũng vào muộn sáng chủ nhật nha. Không, con mạng kém quá. Vào mãi không được, nó cũng bảo bị lỗi cốt. Thế thì gửi từ mới nha. Vâng. Học chưa? Con học rồi. Now, let's check your new words. Barbecue. Nướng ngoài trời. What else? Là nướng ở ngoài trời. Gì nữa? Future là tương lai. What else? Joy. Cure. Cure. Là hợp xuống rồi. What else? Firework. Pháo hoa. What else? Nhanh nào. Competition. Competition. Là cuộc thi. Next. Greyhound. Greyhound. Là chó săn thỏ. Tiếp theo là Greyhound Racing. Là cuộc đua chó săn thỏ. Nhanh nào. Fish chip. Là gì nhỉ? Chuyến đi thực tế. Đi nữa, nhanh nào. Temple. Ngồi đèn. Đi nữa. Volunteer. Tình nguyện viên. Tiếp, nhanh nào. Independent. Là độc lập. Curious. Curious.
Curious là tò mò. Tiếp theo là freedom loving. Freedom Freedom loving là yêu tự do. loving. Nhanh nào. Bonsai. What is Là chữ chết gì? Đọc lại nào. Responsible. 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 Next. Gì nữa nào, nhanh nào. Really Really. Reliable. able. Đáng tin cậy. Chưa học thuộc từ mới đúng không? Chưa thuộc bài câu. Thầy nhìn cái mặt là thầy biết rồi, nhìn xuống sách đọc từ vừa nãy đến giờ rồi, nhìn xuống vở đọc từ nãy đến giờ rồi. Có vài câu như vừa thôi. Now let's read this page from 14 magazine and answer the two questions. Now let's read the 14 magazines. Read quickly. Chưa?
xong chưa? Con mới đọc tới người gì bà? Tôi mới đọc không? Tôi mới thì vừa nãy chắc là kia đọc hết rồi. Đây là cái tên này. Usual. Dinh Usual. yêu Không phải diêu rùa nha, yêu rùa. yêu Bình thường. Xong chưa? Xong chưa Dương? Con đọc tới người thế nào? Chưa? Xong rồi. All right, now let's answer my question. Where are they from? Where are they from? Ruby. Where? They, where are they from? Are they from? Adia from Yes. where? Where are you from? You'll be legal. Are you from Nigeria? Nigeria. Nigeria. Nigeria.
What up? Next one. Vinh from Vinh Đà from Nẵng. Đà Đà Nẵng Nẵng. Vinh. Next Đà Nẵng one. Vinh. John from either. John from Ireland. Cambridge. 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 Next. Tom from New York, us. Like us. Gì đấy nhỉ? Nước nào đây? New York. Nhật Bản. New York cơ mà. Hàn Quốc. Ôi, New York. Không biết ở đâu. Nhìn thấy chữ đằng sau đây chữ gì? US. Ở nước nào? US Ông là chưa nước biết nào nữa. nhỉ? Ông chưa biết nước US là nước nào rồi. The US là nước nào? The US Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ. Là nước nào? Trung Quốc này. Lại Trung Quốc. Đã nói đến Hoa Kỳ rồi. Nước Mỹ đây. Next one. Tiếp nào. Noriko Sakayama. From Sakayama. Từ đấy mà đọc là Japan à? Japan. 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 Nước nào? Nhật Bản. Next one. What are they doing? What are they doing? Idea. Birthday. What are they doing? What are they doing? How about Adia? What is she doing? Is that it? Doing là làm gì? What are they doing? What is Adia doing? Họ đang làm gì? Adia. Một người thì English. What is Adia doing? Adia. She is She is a Zen on Sunday. Ôi, cô chúc trả lời không đấy? Is doing là ở thì nào?
Ở thì hiện tại viện. Nào, thế bây giờ she is gì? She is helping. Singing. Lại singing. Helping gì kia? Helping my parents. Lại my parent, bố mẹ con à? She is helping. My parents chuyển thành gì? My parents chuyển thành gì? Bố mẹ cô ấy là gì? À nhỉ? Bố mẹ của cô ấy là gì? Bố mẹ cô ấy là gì nhỉ? Family. Lại family, family là gia đình chứ. Bảo family đi đâu? Thế cái gì? Nhanh. Con bảo parenting, parenting. Lại thêm đuôi in vào đấy được, giỏi nhờ. Nó có phải động từ đâu mà thêm đuôi in được. Đổi tính từ sở hữu mai đi thành gì? Cô ấy là gì? Her parents. Không biết chuyển đổi tính từ sở hữu nữa. She is helping. Okay. Tiếp. In. In the đọc tiếp nhanh The few as as the year từ đấy đọc là gì nhỉ? usual Usual. usual How usual about going He is going. Có chủ ngữ chứ? he going to my Lại my English. English Chủ ngữ của anh ấy là gì? Chủ ngữ sở tính từ sở hữu của anh ấy là gì? Của cô ấy là her rồi, thế anh ấy phải là gì? he He is. Không phân biệt được đâu là chủ ngữ, đâu là tính từ sở hữu à? Is going to. He is going to ít his English English English. English English gì nữa nhanh không? color sit this Saturday. How about John is doing doing gì kia?
Đuôi Đuôi gì? hờ. Đuôi hờ. Hơ gì mà hơ? Đuôi gì đấy? Đuôi dâu. Giờ. Gardening. With her John là con gái à? Phải là mom. gì? Có thể mà con gái đi. John mà là tên con gái thì thầy cũng chịu đấy. With gì? With mom. His mom. Nhớ ông vui nào. His Nice Tom. Tom is our Lại còn our school nữa. Our school nó là chủ ngữ rồi. Tom is visiting fire. Station in the neighborhood this No recall. Noriko is going to class Hôm cuối. of the friends of Ikebana. Ikebana. Society. 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 Để thế mà không đọc. Thôi bỏ qua bài này đi. Now, skills one, reading. Let's read the advertisement for the supper summer camp and choose the best answer. Lấy vở con ra nào, lấy sách ra nào. Giờ đến skill one nào. Thấy chưa? Có mỗi chữ skill Skill đây. Thấy reading chưa? Thấy cái advertisement chưa? Thấy cái quảng cáo chưa? con thấy skill Nhìn thấy cái quảng cáo chưa? rồi đây. Now read the advertisement and choose the best answer. Nhưng con không nhìn thấy bài trong bài rồi. Làm sao? Con không thấy bài trong bài của con. Thì bây giờ đọc cái đấy rồi trả lời cái này. Hiểu chưa? Ok, qua đây nha. Không chưa, nhanh nào.
Xong rồi cả. Nói tiếng Anh nào. The calmest podcast age between 10 to 15. The calm is in the mountain. In the mountain. Nhìn kỹ. In the sea. Thầy đang bảo con nhìn kỹ, con đọc lại cái từ con chọn ấy. Nó có cái gì ở mountains. Cuối kia? Đọc thành gì? Đọc thành gì hả? Mountains. Mountains. The calm lasts for 3 days. 3 days. 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 Now, read the text quickly and answer the questions, okay? Rồi, chúng ta nghỉ 5 phút, sau đó quay lại làm bài, được chưa? Yeah. Đi vệ sinh nhanh lên nha.
Thumbs Chị ơi, xem kết nối của con như nào giúp em với. Alo. Chị ơi, chị xem kết nối của con giúp em với. Xong chưa? Now, read the date quickly and answer three questions. Now, quickly, quickly. Nào, tập trung vào việc của con.
Xong chưa? Còn đang đọc được. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong Now, is the text a letter, an email, or a blog? Is the text a letter, an email, or a blog? Is the date a letter, an email, or a block? English. No. Is this state a letter, an email, or a block? A letter, an email, or a blog? No. A letter, an email, or a blog? Huh? This is an email, a letter, or a block? An email. What is the date about? What is the date about? What is the date about? Is about is about Is about what?
Nhanh nào nhanh. It's about email. In ý cái It's about first day at the super summer camp. Is Phúc enjoying himself? Is Phúc enjoying himself? Is Phúc enjoying himself? Yes or no? No. No. Yeah. No. Đoạn nào nó nói đến no đây? Nào, từ nào nó nói là Phúc isn't enjoying himself? Có đoạn nào nó nói đến không? Con nhìn xem ở trong bài nó có nói đến từ nào không? Phải là gì? Yes, he is. Yes, he is. Lại nào. Yes, he. Trả lời là nói nha. Không nhắc nhiều đâu đấy. Now, let's read the text again and write true or false, okay? Nào, lấy sách con ra mở đến cái trang đấy đi. Nhìn thấy chưa? Con giống của thầy. Nào, thế bây giờ ghi lại 4 cái câu này, 7 cái câu này vào, 6 cái câu này vào, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại để đọc và viết true or false nhanh nào. Nhanh nào, nhanh nào.
Xong chưa? Xong chưa? Em xong rồi. Xong rồi. Nào bây giờ đọc và cho nó true hay là false nha. Vâng. Nhanh nào, nhanh nào. Được mấy câu rồi? Được 3 câu rồi.
xong rồi hả? À, bây giờ sang đây cái true false nào. Mà thôi làm luôn cho đỡ mất thời gian. Who has four new friends? Four. False. Âm cuối nào. Phúc thinks Nhung is kind. True. False. Nhung likes, sorry, Phúc likes scare stories. False. True. In the evening, the kids are playing inside. True. False. They are working on a milk farm tomorrow. True. False. The children can speak Vietnamese at the camp. True. False. Đúng rồi. Đồ nhi. Người ta nói là gì? Những đứa trẻ có thể nói tiếng Việt ở trong cái chương trình trại đấy, trại hè đấy, có đúng không? Câu gì đấy? Everything here is in English. Là gì? Everything here is in English. Là gì nhỉ Dương nhỉ? Để nói tiếng Anh. Mọi thứ ở đây đều tiếng Anh. Now, let's make your own English camp schedule and talk about it. Đây là bài tập về nhà được chưa? Hãy tạo cho mình một cái lịch về trại hè tiếng Anh và nói về nó nhá. Bài này thứ nhất là về nhà viết theo cái khung như thế này. Day 1 thì morning làm gì, afternoon làm gì, day 2, day 3 cũng thế. Sau khi viết xong, quay video, nói, rõ chưa? Không thắc mắc. Now, what do you see in the photos? Let's choose the words in the box to match the correct picture. Làm gì đấy? Làm gì đấy nhỉ? Dương nhỉ? Dương. Con đây. Thầy đang hỏi là làm như thế nào đây? Nối từ. Chọn. Được chưa? Rồi nối. Nào, làm nhanh nào. Có nghe mà thôi. Không. Làm xong mới nghe. Làm gì có chuyện cho con nghe trước để con điền. Đâu có dễ như thế. Làm nhanh nào. Gì có chuyện bày sẵn ra cho con đâu. Điền luôn vào đây cho thầy nha. Nào rồi. Điền lần lượt vào từng cái chỗ này này, AB này này. Thấy chưa? Chứ con nối kiểu gì không được. Đủ chỗ. Cứ ghi vào đấy. Không nhá. Nào bây giờ con ghi A là gì, B là gì trong một hàng ở đây cho thầy được chưa? Không còn ghi theo bức tranh nữa được chưa? Rõ chưa? Nhanh nào. Không cần ghi như này nữa. Ghi cho thầy xem A là gì, B là gì, C là gì, D là gì là được. Không phải ghi theo bức tranh như thế kia nữa. Okay.
Toàn những từ dễ. Dễ ơi là dễ. Là dễ. Đỗ Dương biết ở đây có một cái bức tranh nào đấy sai. Bức tranh con bò. Chả liên quan. Đây là bức tranh một cậu học sinh đang giảng. Đây là bức tranh hai người ở trên núi. Nhìn ở đấy mà không biết được thì chịu. Mạng kém quá, còn lại vừa bị ảo. Nhanh nào.
nhanh nhanh nhanh. Yeah, xong rồi. Còn cái đi nữa đó. Dạ. Cái gì vậy? Đi. Cái gì vậy? À, lại bị mất. Skills 2. Listening. Sao? Activity 1. What do you see in the photos? Choose the words in the box to fill in the table. Then listen and check. A. Hiking. B. Taking part in a cooking competition. C. Skiing. D. Visiting a milk farm. E. Taking part in an art workshop. F. Riding a bike. G. Taking a public speaking class. H. Playing beach volleyball. Vô nha. I. Nó bị mất playing traditional games. Mất mà con lại còn điền được ở đằng sau này. Nó có biết gì đó. Ừ, nó mất mà con lại còn điền được cái từ beach volleyball ở đằng sau này được nhỉ. Yeah. Tại vì con ghi liền mà. Con ghi liền nên nó không bị. Người ta là playing cơ mà. Vâng, con biết mà. Được cái cãi rồi. Có biết beach volleyball là gì không? Không beach biết. Volleyball. Thế mà điền được vào S này, giỏi nhờ. Con thấy có chữ volleyball, con điên rồi. Rồi, thế beach là gì? Con không biết. Beach cũng không biết nữa. Bóng chuyền bãi biển, thế đây có phải bóng chuyền bãi biển không? Đó. Đây mà là bóng chuyền bãi biển được, giỏi thật. Đây là volleyball. Còn beach volleyball họ chơi ở đâu? Họ chơi ngoài bãi biển ý. Chứ không chơi ở đây. Sao người ta vẫn điền được? Thì thầy mới bảo con là gì, có một bức tranh ở đây nó sai rồi còn gì nữa. Nó mô tả sai đúng không? Vâng. Biết rồi con. Đúng một cái con không biết mà con vẫn điên được. May. Nào. Bài true false sai mấy câu? True false sai gần hết. 6 mấy câu, câu sai 5. Bao nhiêu cái? 5 cái.
Nhớ chưa? Con nhớ rồi. Về nhà làm bài tập nha. Nhớ. Bài tập. Có cái play cái y ấy thôi. Cái phần cuối cùng còn không biết cái gì tự nhiên là điền được. Biết trò chơi gì đấy không? Biết trò này trò gì không? Trò ấy con từng chơi rồi nhưng mà con không biết tên. Ô ăn quan. Ô ăn quan. Nhớ làm bài này, quay video nha, trong ngày mai nha. Tại sao thôi? Gửi từ mới, rõ chưa? Ừ. Với lại bao nhiêu cái thì tự nhớ lấy nhá, không nói nhiều. Trong ngày mai hoàn thành hết, rõ chưa? Trước tối mai thầy không nhận được thì cứ cẩn thận. Chỉ nói thôi, không nói nhiều, không nhắc nhiều nhá. Con gửi được từ mới, video con chưa gửi. Không biết. Con chưa dám. Không nói nhiều. Nhớ bài tập đầy đủ, mai mà lên muộn thì cứ cẩn thận. Hôm nay còn chưa tính cái tội lên muộn đấy nhá. Cứ lên muộn 1 phút là 2 cái đấy. Mạng nha, con kém mãi không vào được thôi. Mạng kém thì lên sớm nha, lên từ trước nha. Con lý do không nói con nhiều. Con lên từ 7. Con lên từ 7 giờ 57 rồi. Thầy lên từ lúc 55 rồi. Đã đến. Nhá, không lý do. Không nói nhiều. Goodbye. Thank you.